Ui, ở đây này. Cắn chết con kia rồi. Anh em đi bắt rắn là phải tự tin, cứ đi nói. Ai, con này đi là. Ôi, kinh kìa. Cắn chết con hổ trâu. Anh em đi bắt rắn đi mọi người nhìn xem có vất vả không? Đấy mọi người nhá. Đấy, một con núi to này nhá mọi người nhá. Đấy, cứ tay gậy tay bị đây. Mình trên tay mình cầm một cái bẫy rắn này mọi người. Thấy không? Thiếu luôn. Không thiếu một cái gì cả. Thì tôi có tay rỗi đâu, một tay quay rồi. Anh biết em quay to tay đây này. Cuộc sống của anh em mình chỉ có ngày quay tay đi. Đây, bây giờ anh em sẽ sang quả núi bên này mọi người nhá. Đấy, khu này là khu rừng lậu này. Cảnh rất là đẹp luôn mọi người nhá. Đấy. Núi đồi các thứ có hết. Cái gì đấy nhỉ? Hả? Cái gì đấy? Quay cái lồng bẫy cái. Ui, có cái rắn trong lồng bẫy cái này. Không. Đây. Có rắn lồng bẫy cái. Rắn gì đây? Đây. Thế nào con gì đấy? Cái gì? Vàng vàng. Ôi, con gặp nia luôn. Ôi, gặp nia đấy. Ôi, gặp nia đấy, cắn chết người đấy. Ừ, vậy chắc nó vào đây người ta không dám bắt nhỉ. Ừ. Ui, con gì bị chết rồi này. Đâu? Ừ, này con gì chết nữa này. Ừ, này. Đây. Có một con rắn con, vậy con gặp điên nó vào ăn con rắn con này rồi. Cầm niên ăn rắn mà. Cầm niên ăn rắn rồi. Này mọi người này, ra cho mày này. Trong cái đồng bẫy cấy này. Cả bắt làm sao? Cả luôn đấy. Cả rắn gì chết. Con này nó xịt. Con này chật, đang bắt rắn công cứ nói linh tinh. Ui, ui, ở đây này này. Ui, cắn chết con kia rồi. Anh em đi bắt rắn là phải tự tin, cứ đi nói. Ai, con này là. Ui, kinh chưa. Ui, nó cắn chết con hổ trâu. Ui, cắn chết con hổ trâu. Ôi, mẹ con chết rồi anh Thư ạ. Nó cắn chết rồi. Ui, cắn thâm đầu lại kìa. Ui, nó cắn thâm xì hết đầu. Con này bị cắn chết rồi các bạn ạ. Mà chắc nó bắn, cắn thì em kinh mà chắc chặt quá không ăn được. Ừ. Nhờ. Kinh nhờ. Cắn người, cắn lát hết người đây. Ừ, cắn. Ôi đây thâm thâm bụng như tối thì nó đòi nhai luôn này. Cái độc tố của thằng cắm niên cắn độc lắm. Rửa cái cắm niên nhiều lắm. Chưa này. Anh thả làm sao? Chồng khiếp nhỉ. Thả anh chuyển nhà cơ. Con này nó béo vậy thôi nhưng nó cắn chết được người. Giống rắn nó có độc tố mà. À, không sao. Cắn chết. Thấy rồi nhá. Cắm niên này nó sôi mất con. Đi nhá. Con này nó bị áp quá. Mà sao nó chui được vào trong này nhỉ? Chết người. À con này chắc chui gần cua rồi nhỉ. Đúng không? Cơ bản đây là bìa đường biên anh em chẳng luôn. Ở trong này nó chỗ này nó không có người. Cầm con này về cho làm thuốc. Làm thuốc á? Đéo được cái gì ông máy nó bộp được cái. Nó bắt chết cho thuốc. Thuốc á? Cho mấy ông cầm rượu. Quay đi. Nó vèo mới. Nhớ tay chiến kìa. Kìa tay mày kìa. Cặp nia đừng đùa nó. Cái túi này nó hơi cứng. Đây là vừa được cóc đấy. Đúng rồi. Rồi. Ok, đây bạn này. Con này là bị chết đấy các bạn nhá. Con này nó chết nó cuốn đi. Cuốn đi ăn luôn. Và bị đâm cặp. Nó cái bẫy nó nằm đâu ấy? Cái này đá vệ tường này. Thế mà thấy về khả năng người ta bẫy. Thì bẫy cái. Không, cái này cái bẫy cái mà. Đây là bẫy cái ở đấy nó chui vào. Chắc cái bẫy cái chui rắn chui vào hơi hãi vào vứt đi. Chắc cái gì đấy người ta hãi nhỉ. Đây anh em đây. Đi tiếp tục công việc của anh em đi. Tiếp tục công cuộc của anh em đi bẫy rắn đấy mọi người ạ. Thì bây giờ anh em mình sẽ đi sang quả núi bên này mọi người nhá. Mọi người nhớ theo sát những hành trình của anh em mình để biết hơn về những loài rắn nha mọi người nhá. Mọi người xem cho anh em mình một like, một chia sẻ đăng ký kênh nhá. Chào mọi người nhá.